Chào các bạn học sinh thân mến, chúng ta tiếp tục quay trở lại tiếng Anh lớp 5 ôn thi vào lớp 6 và chúng ta tiếp tục giải bộ đề. Hôm nay chúng ta giải đề số 4 này. Cái gì đây? Bạn đến từ đâu? Ở đây sẽ chủ where are you from? Where are you from? Bạn đến từ đâu? Nha. Rồi các bạn nhớ December là tháng mấy? Tháng 12, và đứng trước tháng các bạn nhớ xài dấu từ in, cho nên ở đây các bạn phân bài in. Câu số 3, cô ấy rất là vui. Cô ấy vui ngày hôm nay. Bởi vì hôm nay cô ấy rất là vui bởi vì hôm nay là sinh nhật cô ấy. Chúng ta phải chọn cái từ bởi vì. Bởi vì thì ở đây sẽ là because. Because là bởi vì nha. Tôi có thể nói tiếng gì ở đây? Chọn đến một cái tiếng ngôn ngữ nha, tiếng ngôn ngữ. Bây giờ tiếng ngôn ngữ này. Việt Nam là nước Việt Nam, England là nước Anh, không chơi được vứt. Chúng ta chỉ có thể chọn English là tiếng Anh thôi. English tiếng Anh. I can speak English. Câu số 5, Ireland ăn trưa, lần ăn trưa nha, bữa trưa và lúc 11:30 sáng. Bây giờ chúng ta phải xài cái động từ ăn, chúng ta có have hoặc là has. Lunch là ăn trưa, ăn sáng là have hoặc là has breakfast. Ăn tối là gì? Là dinner. Bây giờ he là chủ ngữ số, khi mà chúng ta nhớ thấy chủ ngữ số ít chúng ta xài has. Chủ ngữ số nhiều chúng ta xài have. Đây là một người chúng ta xài has nhé, chủ ngữ số ít nè, xài has lunch. Và chúng ta chọn câu C. Số bài 2 là mã, chọn từ đúng trong ngoặc để hoàn thành câu sau. Chọn từ đúng này. Xin chào, tên của tôi là Mai, rất vui được gặp bạn. Ở đây chúng ta sẽ ghi sau: Hello, my name is Mai. Nice to meet you. My name is Mai. Nice to meet you. How old is your grandfather? How old is your grandfather? How old is your grandfather? Grandfather là chủ ngữ số ít, chúng ta sẽ y này. Bạn của tôi có hai con chó, cô ấy thích chúng rất nhiều. Bạn của tôi là chủ ngữ số ít. Từ has này, chúng ta xài has chứ không xài have. Dia y hay dia a thì tùy thuộc với đằng sau. Bedroom có hai cái phòng là số nhiều, chúng ta xài dia a. Rồi chúng ta cũng phải ba la mã sắp xếp từ thành câu. Câu số 1 nè, my favorite môn thể thao yêu thích của tôi là môn bóng đá. Vậy là my favorite sport is football. My favorite sport is football. Môn thể thao yêu thích của tôi là bóng đá. Môn thể thao yêu thích của tôi là bóng đá. Rồi câu số 2, chúng ta hãy chơi game nào. Ở đây let's cũng là câu, let's động từ nguyên mẫu là play. Đây tiếp theo some game, let's play some game. Câu số 3, do you want to play badminton? Bạn có muốn chơi badminton hay không? Do you want to play badminton? Câu tiếp theo, câu số 4 này. How often do you go swimming? Bạn có thường xuyên đi bơi hay không? How often do you go swimming? Rồi chúng ta sang bài số 4. Đọc đoạn văn rồi trả lời câu hỏi sau. Last Sunday là chủ nhật tuần trước, tôi đã đi sở thú với bạn của tôi. Chúng tôi tới đó bằng xe buýt. Chúng tôi bắt đầu từ bắt đầu vào lúc 7:30. Ở sở thú thì chúng tôi đã xem những con thú. Took picture là đã chụp hình và cho một vài con thú ăn. Những con khỉ thì rất là hoạt động tích cực đó. Dễ thương. Con công này, những con công thì rất là đẹp. Những con hươu cao cổ thì cái cổ rất là dài. Những con gấu nhìn rất là nặng nề và đồ sộ đó. Chúng tôi chụp rất nhiều hình. Chúng tôi đi về nhà lúc 5 giờ. Chúng tôi đã tất cả chúng tôi đều rất là vui vẻ và thích cái ngày đó rất là nhiều. Giờ chúng ta sẽ trả lời các câu hỏi sau. When did they go to the zoo? Tức là bọn họ đã đi sở thú khi nào? Last Sunday. How did they get to the zoo? Tức là khi người ta bắt đầu cái how, hỏi gì, hỏi phương tiện. Chúng ta có thể ghi là by bus không cho nó ngắn gọn, nếu không thì chúng ta sẽ ghi là they got to the zoo by bus. Câu số 3, when là khi nào?
Go home là về nhà, tức là họ về nhà. Họ về nhà khi nào đó? Khi nào? Nó nằm ở đây. Đó, 5 giờ này. Và chúng ta thay cái từ we thành they cho tôi, bởi vì người ta đang hỏi bọn họ. They went home at 5. Rồi câu số 4 là cái câu hỏi yes no. Khi mà did đứng đầu câu là câu hỏi yes no, có nghĩa là bọn họ này enjoy là thích này, ngày đó phải không? Phải không? Phải, các bạn nhớ trả lời là yes. Và chủ ngữ đây là they, thì và các bạn viết lại cái chuyện đầu từ did ở đầu câu là yes they did. Yes they did.